Rồi. Để ta vô địch. AC1 thắng đến ASEAN. AC1 vô địch. Ok. Vô. Anh nhờ đi anh. Vô là anh hơn bắt vợ thiệt mà chơi đó bắt đúng. Đó là không. Đa số anh bắn xa, bắt xa thì chắc là bắt đúng. Rồi, vô địch, liên hệ cho em 7 lấy 5 chai thì... Phải tất cả 5 chai nha. Yeah. Liên hệ cho em 7. Sao? Sao? Thắt lẻo ý kiến. Vô lưới. Vô lưới. Rồi, ta quay cái. Trụ điên ơi. Nhờ hút xúc hộp mấy bàn luôn. Nhờ tính là xúc hộp mấy bàn luôn. Đang quay. Sau đây phỏng vấn người hùng của trận đấu. Là sao có thể xúc được hột liên tục như vậy được? Anh ấy liên tục xúc hột. Một trái tính được một trái mà xúc hột tới 4-5 trái đối diện. Đúng rồi, tính vô phá lưới. Thôi làm cho anh. Chúc mừng rồi vô đây. Anh em, tôi ăn thua hai trận đầu tiên. Có ai nghĩ đây sẽ vô địch không? Nhờ đội anh á. Chơi giải cho Hoành nè, chơi giải cho Hoành đây. Giờ lúc đó mà chơi thẻ đỏ là chết luôn á. Thẻ đỏ mà giết người ta bậy bạ. Nhưng mà Hùng nó ngang đẹp. Ông mày nhả đẹp nhưng mà cái banh nó có một cả cái một người á. Anh hiểu rồi, cái cảm giác mình dở mình vô rồi thì em có anh nói thiệt anh đúng rồi không qua. Tờ đâu ta? Em có chơi cho giải tư không? Đúng. Giao giải luôn. Đội hạng 3 với đội hạng 4 đâu lên đi. Đại diện từ luôn. Để đây đất vô. Chưa gì dây sáng vậy vô đi em quay phim cho. Đây đấu tranh lắm á. Thằng Tư hiếm khích em. Thằng Tư ngon à. Đây có. Cho nó đứng đời cho nó vui thôi. Trao gì đâu mà. Trọng tài gì đâu mà. Dép lên băng dép vậy đó. Ai vô phía trước chụp hình đi. Dạ, chụp hình. Ủa sao cái đi về mà? Đội hạng 3 với đội hạng 4 đâu? Ba từ xếp vào đi. Dạ. Không có chơi. Dạ không, em quay thôi. Đây hạng 3 chụp hình đi. Không phải chào. Chưa chào. Đâu giờ cái đó hạng 3. Lôi ra hạng 4 lôi ra. Rồi chụp hình. Nhìn lên. Rồi. Xong rồi hạng 3 hạng gì? Hạng 3. Đâu? Đâu ai trao giải đâu tự nhiên. Vô đi. Ê, quay cái đó ra giùm cái. Ê, rồi. 1, 2, 3. Anh ấy, 1, 2, đội, 3. Anh gì đây? Thì hắn nhì rồi, cho trao luôn. Rồi, hàng nhì đâu, quên, đợi hàng 3 quên, thiếu phong bì. Xin chung nữa là trọng tài lấy luôn phong bì rồi đúng không? Làm gì có phong bì ba. Có giải mà vô. Ăn tư. Nhì đâu, nhì. Kê lại ơi, kê tới ra. 1, 2, 3. Rồi. Anh Thành đâu, anh trao giấy vô địch đi. Rồi. Cái cung. Khoan, vô pha luôn đi. Vô pha luôn đi. Lấy giải đi, uống nước đi. Pha lưới. Đó đang chụp bao. Đang quay nhá.
bấm cái nút, bấm cái nút chụp hình ở trên. Đỏ gì vô tình nó đẹp. Tao đợi vô địch mà. Rồi, ok chưa? Vô. Có ai chưa chụp không? Đi. Làm như đợi em vậy hả? Một, hai, ba. Ok. Đây. Rồi, cảm ơn em. Sao vậy? Ủa, tiền đâu bạn được chứ? Nè, tiền đây. Đây đâu bạn được chứ? Đây. Giải tư. Kiểm tra liền chứ. Ai biết? Hỏi sao? Hỏi bạn tổ chức đi. Như vậy, như vậy. Đúng là for sale rồi, bán đi. Nha, chụp giùm anh cái, anh chụp chồng cái cúp cái. Bấm cái nút và góc ở trên nha. Lúc này hả? Đã quay. Ê, còn ai chụp với cúp không? Đây nè. Thằng này đang đi ra. Đi ra. Nhìn ở đây á. 1, 2, 3. Có Long Biên rồi. Vô. Chụp Long Biên. Này. Đâu. Này, áo xanh. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cứ ai vô đi. Rồi giờ tới lượt anh ấy chưa? Cho hai nữ đứng trước. Vô. Đây đây. Rồi. Rồi. Rồi, chạy. Rồi, em chạy về không? Mai sẽ có trên bàn. Ủa? Cúp này mày cúp lưng ngoài không? Không, cái lưng ngoài bự hơn, thầy nhỏ. Cúp này cúp nhỏ. Chụp cho anh Duy chụp cho anh. Chật vào, rồi. Nhân, lôi ra. Nhân vô luôn. Anh làm coach hả? Rồi, sao? Rồi đó, chào đi. Đồ nhựa cho anh mà. Ủa bật cái máy lên kìa. Rồi lại đây đi. Cái này được chứ. Đây vô. Đạt chính ra. Rồi. Rồi đó, ai đi. Làm gì? quay lại tính đấy không chỗ khác rồi hai thằng luôn đạt tránh ra rồi dám nói rồi dạ giờ thua trận đầu để trận sau thắng à. Đó là chú Quan. Anh đi chụp cho. Rồi ok. Đây. Che đừng có thấy cái chữ giải nhì. Rồi. Xong rồi tới. Chú Mai. Anh thua mà. Chụp đi. Mày đừng bóp Facebook nha, bóp là tao lên tao comment đó. Tao comment là giải nhì đó. Đừng có bóp Facebook. Ok, tự dũng. Đâu nữa đi. Mọi ngon rồi. Dạ. Mọi ngon, tối nay về thì tao không có chụp, em không cần rồi. Tối nay về chụp riêng á. Em về để treo nè, giờ có rồi. Không có sự khác biệt gì luôn. Em ơi, em phim tất cả phải không? Dạ.